Xin chào anh em cơ khí nhá. Sau một ngày nghỉ anh em đi tiêm nốt mũi 2 thì đã trở lại vào Trúc Sơn. Vẫn phải vào Trúc Sơn để làm nốt cái máy thứ hai. Cái máy trước thì mình đã làm đây rồi. Còn cái máy thứ hai thì sau nghỉ một ngày thì ba anh em lại vào làm nốt. Nên xin cảm ơn các bác vừa rồi đã ủng hộ kênh nhé. Còn một số anh em hỏi là làm cái máy như thế này bao nhiêu tiền một mét, các bác hỏi nhưng mà em không thể trả lời ở đây được. Này các bác làm máy như thế nào, loại nào, tôn nào, hộp nào, thì cái đấy thì các bác cứ điện thẳng cho em thì em sẽ đến đo và sẽ lên giá và báo giá cho các bác cái giá hợp lý nhất. Còn các bác cứ hỏi em là cái máy tôn bao nhiêu tiền một mét thì nó nhiều loại lắm, nhiều loại tôn lắm. Đây là của em là hộp Hòa Phát nhé, tất cả đây là hộp Hòa Phát. Ống cột thì là cột nung nóng, cột nhung nóng nên là máng inox. Còn tôn thì tôn SSC, thì cho nên là cả các bác mà có nhu cầu ấy thì cứ phải điện vào số của mình ấy, thì mình sẽ đến đo và tư vấn như thế nào cái máy cho nó, làm cái máy cho các bác cho nó hợp lý. Đây cột của em là cột Hòa Phát nhé, Hòa Phát. Qua có cái bác nhắn tin hỏi bao nhiêu tiền một mét thì em cũng chưa trả lời được, vì không biết cái máy của bác làm vật liệu loại gì. Nếu mà bác có nhu cầu thì cứ điện trực tiếp vào số máy, em sẽ đến đo và sẽ tính giá hợp lý cho bác nhé. Thế toàn thể ở đây là cái máy này nó rất là dài, rơi vào 15m7 mà làm máy kiểu máy Thái cũng không phải là máy Thái. Một nửa thì ngói mà một nửa thì là tôn. Trên nó cũng hơi khủ khoằm. Đây hai bác chào anh em cơ khí một tí nhỉ. Một câu nhỉ. Để anh em ủng hộ like nhỉ. Anh em mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nhá. Còn ai ở Hà Nội muốn làm cơ khí thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện nhá. Liên hệ đỉnh inox đây, đỉnh inox đây. Cơ sở inox nhôm kính sắt Đỉnh Phương. Ở ngõ 140 đường Nguyễn Hương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây số điện thoại trên áo. Rồi sáng nay anh em lại tiếp tục cái công việc đấy. Xong rồi mình sẽ quay lại tất cả cái quy trình làm máy cho các bác xem. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh với, ủng hộ kênh nhé. Đây đang trồng cái cột. Đây trồng hết cái cột nha các bác nhé. Cột máy. Cái máy trước thì mình còn một ít kia, con kia là chưa bắn thì xong. Cái này thì cũng gọi luôn tôn về là bắn luôn. Xong rồi bắt đầu làm cửa nhôm, còn bên kia còn cái máy, nhá, khoảng 20m đấy, 20m ở góc này, sân phơi là ở góc đấy. Còn ở đây thì là cái máy ngói nhà thờ, ở đây là cái máy ngói của nhà thờ nhé, ở dưới là phòng thờ ấy, ở trên đây là làm khung sắt lợp ngói. Còn ở cái chỗ góc này thì là mình bẻ hình máy Thái nhá. Yeah.
Cây này 2m50. 2m50 thì bác dốc về bên này 2 phân. Dốc về đằng sau của em 2 phân. Vâng. Đấy, cái chỗ này thì bẻ. Bẻ hai mái nhá. Hai mái. Không chạy một mái thì cái chỗ này thì chủ nhà là không thích làm một mái thẳng, bẻ mái cho anh ấy. Mình sẽ bẻ mái xong thì quay cho cả nhà xem luôn nhé. Cái góc bẻ mái này. Đà keo cột nhé, là sơn hết nhé. Đà keo cột mình là sơn hết. Không anh Doanh Phùng Khoang. Có các bác gọi là tất cả khách quen của mình ấy thì các bác xem cái video và clip này nhớ đăng ký và chia sẻ nhá. Đấy, ở đây là Trúc Sơn nhá. Trúc Sơn đây, chùa Trầm anh thêm nhỉ, chùa Trầm đúng không? Trầm Gian à, chùa Trầm Gian Trúc Sơn. Đấy, vùng quê Yên Bình. Đấy, hai anh em ruột cùng làm một cái nhà. Cùng làm một lần. Thì cái có mình có hai cái clip chia sẻ đầu tiên là đã lên nhận cái hai công trình này rồi. Còn bắt đầu mình thi công, mình đã quay cái mái này đầu tiên rồi. Đây là cái mái thứ hai. Còn của mình rất nhiều, đây rất nhiều, mình còn làm rất nhiều nhé, lan can inox này. Đấy, còn cửa kính này, cửa nhôm kính này, chắn song hàng rào này, cửa cổng nhé các bác nhé, cửa cổng đó. Cửa cổng và cả mái kính. Còn lại là làm cũng rơi vào khoảng 2 tháng. 2 tháng mới xong hết được. Tất cả cột mình trồng hết rồi nhé. Đấy, cột này sau này là xây bó chân, cột này xây bó chân. Bác nào mang cả bia đi uống đây. Anh em mang bia đi thay nước uống đấy. Anh em uống bia thay nước, nhất là anh Thiệp nhá. Bác cả mà uống bia Hàn. Cho đỡ đau mắt. Đây. Cột sau là chủ nhà xây bó lên thế này. Mình sơn hết rồi xây bó lên. Còn đây là phó cả bác Hiền nhá. Đủ không anh? Thừa đấy chứ. Này thừa. Còn hai cột thì vẫn thiếu anh ạ. Ở đầu kia bẻ cột hai cột nữa mà. Kia hai cột, về đây hai cột nữa. Anh Nam bảo chạy cho anh hết cái cột 90 này đi, không chạy cột nhỏ. Thì đây đây mất một cây rồi. Đấy cột nữa. Đây một cột và đây một cột nữa. Mà đây hai đầu cái chỗ mình bẻ mái này thì phải trồng lên trên này. Thế thì của anh em phải 3 cây nữa đủ. Bao nhiêu cột nữa để tính? Một này, hai này, hai cái vị ruồi kia, ba, bốn này, năm, sáu này, bảy, tám. Tám thì thiếu sáu cột thôi. Thì lấy hai cây. Hai cây nữa đủ. Hai cây nữa đủ. Nhà nhiều cột quá. Nhìn mấy cái nắp xong có giống có không nhau không? Anh nói thế thì cái
Em ơi, bắt hai cây đà lên. Đâm vào cổ. Có cây lớn lên đi cho nó chắc đây. Chặt nó lên là được, chặt cao lên là được. Máy vẫn hoạt động cái gì? Ok. Cái đấy lên à? Bỏ chóc cái kia lên là được. Phải tự động hàn cái này rồi. Hả? Cái anh ấy vất được mà. Đừng có ra có anh ấy đây, anh Thiệp ơi. Rồi. Anh lại ngắm bên này bằng. Về bên kia anh Thiệp ơi. 2 phân. Được chưa? Ok chưa? Quá ok. Anh Thiệp hàn đây. Đang chỉnh cho nó chuẩn và khe khe nó đều à. Ok, bên kia đốt thôi, đốt hai cột kia là được xong. Bây giờ là 2 giờ chiều nhá anh em nhá. Thì lên lại tiếp tục làm. Dạ. À 167, 167 trừ đi anh đo kia anh cộng vào thôi, cạnh ngay đúng cái góc này. Cái góc kia kìa. Không, góc chết kia kìa. Chiều nào? Không, anh cứ đo cái kia trên kia đi. 167 này. Không hiểu anh đang tính làm cái gì luôn. Thiền đang bảo thiếu thiếu. Thiếu cái gì? Đo chiếc kia ra cho em, bẻ cái ra là được. 2 giờ chiều nha anh em nha. Bẻ đầu dưới thôi, đầu trên hàng được rồi gì. Cứ nghe em là ok hết, còn không nghe em là không ok. Rồi lên bẻ nốt buổi chiều nay. Cốt là gì? Hả? Tính gì? Anh cứ bật máy hàn lên hết đi. Cứ bật máy hàn lên hết đi nha. Đây nha, hệ thống máy nha anh em nhá. Còn bây giờ lên đà mới bẻ máy. Mái chéo là ok. Bác bẻ ra đi, bẻ ra đằng này ra, ra nổ luôn đấy. Bẻ là nổ ra luôn đấy. Bẻ ra nổ 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 mùi hàn đấy. Đấy ok. Thế thôi. Cộng ra đáy kia là bao nhiêu là được. Là xong cái gì đâu. Em cộng luôn cho anh đo đi, kéo đi chính xác em cộng anh phát ăn ngay. Đấy, buổi chiều nhá anh em nhá. Bây giờ là 3 giờ chiều. Đấy, là lên được hết kèo một bên rồi.
còn một bên này nữa thì nó lên nốt và bẻ được cái một bên mái rồi. Còn cái chỗ này là một mái nhá, cái chỗ này là một mái riêng, cái mái chéo ra hai bên này. Đấy. Liền với cái nóc này. Máy vàng đấy. Máy vàng. Đây anh ơi. Chiều nay là hết, bẻ hết, lên hết đà. Ngày mai là bẻ nốt cái mái nhỏ này là ok này. Nhưng mà ông nào hôm qua cho vào. Em cho vào. Nhà này có 5 kèo các bác nhé. 5 kèo bẻ hai đầu ấy. Gọi là cái cột ấy, cách cột nó khoảng 2m85. Coi. 2m85. Mà chủ nhà vẫn bảo chưa chắc. Đấy. Chủ nhà vẫn bảo chưa chắc. Tôn này là tôn ngói. Tôn ngói tôn 3 lớp nhé. Tôn Olympic. Bác nào cắt tôn đấy thì liên hệ với em nhé. Còn đây là cái chỗ mình để đây này. Đấy. Để ngay cái lan can ngoài này là mình sẽ bẻ một cái mái nữa. Đây bẻ một cái mái ra hình kiểu như kiểu mái Thái ấy, như kiểu nhà cái mái bê tông ấy. Đấy. Rồi mình bẻ một cái mái nữa. Thì cả ngày hôm nay thì chỉ lên được hết cột này, lên hết kèo và đà và bẻ được hai cái đầu mái. Ngày mai thì mình sẽ làm nốt cái mái nhỏ này là ok, là xong, là đặt tôn. Còn bác nào mà cắt tôn Olympic ngói ấy, tôn xốp ấy thì liên hệ em nhé. Tôn màu rêu 0.45. Tôn Olympic mà. Chơi sao? Nói luôn loại tôn muối đi cho nó bướng. Anh Hiền, sao? Bia làm sao? Bia ngấm hết à? Silicone ông vẫn để nguyên. Chán ông anh vợ thật. Vẫn. Để cho hai thằng em vợ uống silicone ở trong xô nước anh em ạ. À. Chán. Cho hai ông em vợ uống silicone nước silicone. Đấy. Hết buổi chiều nay nhá. Xin chào các bác nhá. Các bác quanh Hà Nội mà làm cơ khí thì nhôm kính sắt inox thì cứ có nhu cầu thì cứ ới alo em. Buổi chiều hôm nay thế là cũng mệt rồi các bạn. Xin chào các bác và hẹn gặp lại nhá. Ngày kia hẹn gặp lại các bác. Em bao giờ bắn cái tôn xốp Olympic kia em sẽ quay cho các bác xem đúng kiểu mai Thái rất là đẹp. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại.